Tập 142. Không thích ăn khoai lang. Cơm có vị lạ quá. Đây là cơm gạo lứt. Thường xuyên thay đổi món chính mới tốt cho sức khỏe. Con không ăn đâu. Không được, phải ăn hết. Bữa sáng ngày mai là khoai lang và bí ngô. Cũng không được phép bỏ mứa. Biết chưa hả? Biết rồi ạ. Hoa gạo, ngày mai cậu ăn khoai lang nha. Nói với cậu cũng không có tác dụng. Dù sao cậu chỉ ăn thức ăn của chó. Mình vứt khoai lang vào bồn cầu là được. Không được vứt đồ ăn vào bồn cầu đâu. Bồn cầu sẽ bị tắc, sẽ gây ra mùi khó chịu lắm. Được rồi, con không vứt. Không được phép không ăn. Cũng không được vứt vào bồn cầu. Lát nữa anh đồ to tới chơi cùng con. Hai đứa không được phép đánh nhau, biết chưa hả? Mẹ nói nhiều quá. Không đổ vào bồn cầu thì đổ vào bồn rửa mặt vậy. Gạo bông. Tiếng gì thế hả? Ai da, em đang mở nước. Quên mất rồi. Chúng ta đi xem sao. Ngập lụt rồi. Còn nhìn gì nữa? Mau xông lên. Mệt chết đi được. Sao nước càng lúc càng nhiều vậy? Vì sao bồn rửa mặt lại bị tắc? Còn không phải vì em không muốn ăn khoai lang sao? Chuyện này thì liên quan gì tới việc bồn nước bị tắc chứ? Mẹ nói không được đổ thức ăn vào bồn cầu, sẽ bị tắc. Cho nên em mới đổ vào bồn rửa mặt. Kẹo bông, em không nhận ra cái nào dễ tắc hơn ư? Chết rồi, hình như vòi nước hỏng rồi. Để anh đi gọi bố đầu nhỏ. Sửa xong rồi, may mà bố tới kịp thời. Nếu không bếp và phòng khách đã bị ngập nước mất. Kẹo bông, em không thể ăn khoai lang được sao? Nếu thật sự không muốn ăn khoai lang thì có thể nói thật với mẹ cháu, chứ không được đổ xuống bồn rửa mặt như vậy. Còn nữa, trong bất cứ tình huống nào cũng không được mở vòi nước rồi đi. Yên tâm, chú sẽ giữ bí mật giúp cháu. Nhưng cháu không được phạm cùng một lỗi thêm một lần nữa đâu nha. Tạm biệt, tạm biệt. Mẹ về rồi đây. Hôm nay nắng to quá, mẹ ra ngoài tóc mồ hôi đầy người. Hôm nay mẹ đẹp thật đó. Khắp mặt mẹ toàn là bụi, con còn nói là mẹ đẹp sao? Kẹo bông, có phải con muốn mua đồ chơi gì giống đồ to mà con chưa có không? Không phải. Đồ to đâu rồi? Về nhà rồi ư? Sao không giữ bạn ấy ở lại ăn cơm? Bố đầu nhỏ đón anh ấy về rồi. Bố đầu nhỏ cũng tới đây ư? Không, không phải. Rốt cuộc là đến hay không? Chuyện đó... À, chuyện này... Để mẹ đi rửa mặt rồi nói nha. Mẹ vào trong bếp rửa nha. Sữa rửa mặt của mẹ có ở trong bếp đâu. Bởi vì nước trong nhà vệ sinh vẫn chưa khô. Không, nước ở trong bếp mát hơn. Sao nền nhà toàn nước thế này? Con tắm cho hoa gạo. Tắm rồi vẫn bẩn thế này sao? Hoa gạo, ngươi càng ngày càng không nghe lời rồi đó. Bồn rửa tay sạch quá, giống như là được rửa bằng nước vậy. Hoa gạo nghịch ngợm quá, làm nước bắn lung tung. Con phải lau nhà. Trước kia con toàn nói là không cầm nổi cái lau nhà. Sao hôm nay lại cầm được rồi? Bởi vì buổi sáng con ăn khoai lang mà. Sao đột nhiên vòi nước của nhà mình lại biến dạng thế này? Vì sao bố đầu nhỏ lại tới đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Con biết sai rồi. Xin chấp nhận trừng phạt. Ăn mì củ khoai lang to. Những điều mẹ muốn nói, bố đầu nhỏ đã nói hết rồi. Con đọc lại cho mẹ nghe một lượt. Không được vứt đồ trong bồn rửa mặt. Không được mở vòi nước rồi đi mất. Còn bé ngốc này, mẹ cũng có lỗi. Con nên ép con ăn thứ mà mình không muốn ăn.
loài cây đặc biệt nhất. Wow, nhiều màu quá. Rất đẹp phải không? Rất đẹp, là cậu tự trồng sao? Quả táo nhỏ. Đúng vậy, lúc bắt đầu nó chỉ là một hạt giống nhỏ xinh. Kỳ diệu thật đó. Mình cũng muốn trồng một cái cây. Cậu muốn trồng cây gì? Mình muốn trồng một cái cây thật đặc biệt. Đúng rồi, mình muốn trồng một cây kẹo mút. Trên mỗi cành cây đều mọc ra một chiếc kẹo mút. Mình còn muốn trồng một cây hoa biết chơi nhạc. Mỗi lần gió thổi, nó sẽ biểu diễn một bản nhạc khác nhau. Nhưng trên đời này không có những cây như vậy. Vậy được rồi, cậu có thể trồng cây hoa, cũng có thể trồng loại cây có lá đẹp. Đúng rồi, cũng có thể trồng cây ăn quả nữa. Nhưng nhìn chúng đều không có gì đặc biệt. Thế này đi, đây là hạt giống mẹ cho mình. Mình cũng không biết là cây gì. Cậu lấy đại mấy hạt về trồng đi. Nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đó. Được. Mẹ ơi, con muốn trồng một cái cây. Trồng cây không phải là việc dễ dàng đâu. Con thực sự muốn trồng sao? Vâng, con muốn trồng một cái cây thật đặc biệt. Vậy con phải hứa với mẹ không được bỏ cuộc giữa chừng. Không thành vấn đề. Tiếp theo phải làm gì đây? Tiếp theo luôn phải giữ độ ẩm và ánh nắng. Và quan trọng nhất là chờ đợi. Vẫn chưa mọc ra gì cả. Thật ra con không nhìn thấy ở dưới đất. Hạt giống đang dùng sức mạnh của mình cố gắng để chui lên. Con phải kiên nhẫn đợi thêm nữa. Chui lên đi. Chui lên đi. Hạt giống ơi, mau chui lên đi. Để mình giúp bạn nha. Thế này chẳng phải được rồi sao? Chào bông, hạt giống nảy mầm chưa? Chắc là sắp rồi. Con đang giúp nó. Hả? Hạt giống rất dễ tổn thương. Xây đất thế này rất nguy hiểm. Con nhìn này. Phải làm sao đây? Chẳng còn cách nào, đành làm lại thôi. Lần này nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi nha. Con nghĩ tên của nó chắc là chờ đợi. Lần này con sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi, cố lên. Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Kẹo bông, mau tới đây. Wow, mẹ đám mây. Đây là hạt giống của con biến thành sao? Đúng, cuối cùng nó đã nảy mầm. Sao thế, kẹo bông? Sao nó mọc chậm như vậy? Con đã nhìn suốt một ngày trời mà chẳng có chút thay đổi nào. Con quên rồi sao? Tên của nó là chờ đợi mà. Được rồi, vậy làm thế nào mới khiến nó mọc nhanh hơn đây? Cây cối thích ánh nắng. Dưới ánh nắng, lá của nó sẽ có thể tiến hành quang hợp, tạo ra chất dinh dưỡng. Cây cối thích nước, nó hút nước qua bộ rễ. Cây cối còn thích âm nhạc. Âm nhạc có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, khiến chúng lớn nhanh hơn. Con biết rồi. Ông mặt trời, ông phải chiếu sáng cho chờ đợi của cháu nha. Chờ đợi. Cậu phải nắng nhiều như vậy, nhất định phải lớn nhanh đó. Chờ đợi. Chờ đợi, cậu sao vậy? Nhất định là thiếu nước. Giờ thì chắc là đủ nước rồi. Đúng rồi. Đây là loại nhạc mà mình thích nhất. Cậu nhất định sẽ mọc vừa cao, vừa to. Nó chết rồi. Sao lại như vậy? Ánh nắng, nước, âm nhạc, tất cả đều phải vừa đủ mới đúng. Quá nhiều ánh nắng khiến lá cây bị phơi khô. Quá nhiều nước khiến bộ rễ bị thối. Trồng một cái cây thật là khó. Con đã hứa với mẹ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đó nha. Vâng, giờ con sẽ đi lấy hạt giống. Chờ đợi, lần này mình nhất định sẽ đợi cho đến khi cậu lớn. Mẹ ơi, mau lại đây. Chờ đợi. Wow, thì ra nó là một cây dâu tây. Chờ đợi quả nhiên là một loại cây thật đặc biệt. Con rất thích dâu tây.